Sáng ngày 19 tháng 6 năm 2019, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh An Giang cho biết đang tạm giữ hình sự đối tượng Trần Văn Nghe, sinh năm 1950 ở ấp Phú Hiệp, xã Phú Hữu, huyện An Phú, tỉnh An Giang về hành vi hiếp dâm người dưới 16 tuổi. Theo thông tin ban đầu, khoảng 18 giờ 30 phút ngày 12 tháng 6 năm 2019, một bé gái 8 tuổi ở ấp Phú Hiệp, xã Phú Hữu, huyện An Phú, tỉnh An Giang xin gia đình đi xem TV ở nhà hàng xóm gần đó. Khi bé gái đi ngang nhà Trần Văn Nghe, Nghe đã dụ dỗ bé gái vào nhà của mình rồi thực hiện hành vi giao cấu. Sau đó, Nghe dặn bé gái không được nói cho bất cứ ai biết. Đến khoảng 19 giờ cùng ngày, không thấy bé gái tới nhà hàng xóm xem TV nên gia đình đi tìm. Khi đến khu vực nhà Nghe thì phát hiện bé gái, thấy biểu hiện lạ, gia đình gặn hỏi, bé gái đã kể lại toàn bộ sự việc. Sau đó, gia đình nạn nhân đã đến cơ quan công an tố giác hành vi của Trần Văn Nghe. Tại cơ quan công an, bước đầu Trần Văn Nghe đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Được biết, từ khoảng tháng 5 năm 2019 đến ngày 12 tháng 6 năm 2019, Trần Văn Nghe đã 4 lần thực hiện hành vi giao cấu với bé gái này. Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ.